kêu qua vậy ta? Tăng lương, tăng lương, tăng lương. Dịch xong rồi tăng lương là lụm tiền. Hỗ trợ hả? Hỗ trợ, hỗ trợ, hỗ trợ. Gì vậy? Tôi rất tiếc phải thông báo với mọi người, công ty không thể gồng gánh thêm được nữa, cho nên buộc lòng phải cắt giảm nhân sự. Những cái tên sau đây: Minh Triết. Khiết Đan. Minh Thùy. Phước Tính. Và Thiên An. Tôi rất tiếc phải chia tay 5 người đồng đội đã gắn bó với công ty. Nhưng mà sao cái này quá đáng luôn rồi. Công ty đang khó khăn, cho nên không có hỗ trợ gì hết. Chia tay chai vậy nha. Những người được giữ lại lo mà ôm công việc của mấy đứa nghỉ, tập trung mà làm, không thì đuổi hết đó. Thôi, giải tán. Anh à, thật ra thì em rất là muốn được chia sẻ gánh nặng cùng với anh đó. Vậy em xin nghỉ thôi em đi. Còn cái nịch, sếp dặn tụi mình tập trung làm việc. Rồi, em đi sếp ơi. Bye bye anh. Mình phải tập trung vào cái công việc của mình. Trời ơi. Giờ phải làm sao đây? Bây giờ sao chăng gì nữa? Dọn đồ đi về chứ sao? Hôm nay không có được vui tánh như hôm qua rồi đó. Về cái gì mà về? Không có việc làm, không có lương, rồi xong sao? Thì bây giờ mày tự tìm cách mà mày kiếm sao đi. Triết. Triết. Anh nghe nè vợ. Anh ơi, nhà hết gạo rồi, tranh thủ về sớm ghé mua nha. Chứ trưa nay nấu ít quá, ba đứa nhỏ ăn không đủ no. Với chị chủ nhà mới nhắc tiền trọ nữa đó. Anh hỏi sếp xin ứng nửa tháng lương được không? Em nói với cô chủ nhà cho mình vài bữa đó đi, rồi từ từ anh tính. Vậy nha. Anh là Đan đúng không? Anh là ai? Tôi không biết anh. Chơi với tôi một ván game không anh bạn? Không có rảnh. 10 triệu. Tiền giả. Tiền thật. Anh kiểm tra đi. Đợi tôi một lát. Đập giấy. Nếu như anh thắng sẽ có 10 triệu, còn thua thì sẽ ăn tát. Thử chứ. Yes! Yes!
nữa không? Tiếc phải thông báo với mọi người rằng tình hình dịch bệnh đã làm ảnh hưởng đến công việc kinh doanh. Công ty không thể gồng gánh thêm được nữa. Mẹ để tiền đó lo cho ba đi. Công việc của con ổn lắm. Thôi bây giờ con vô con họp nha. Tại vì tụi con đang chạy dự án gấp lắm. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, với lại lo cho ba nha. Dạ. Tôi rất tiếc phải chia tay 5 người đồng đội đã gắn bó với công ty. Bây giờ sao chăng gì nữa? Dọn đồ đi về chứ sao? Hôm nay không có được vui tánh như hôm qua rồi đó. Về cái gì mà về? Không có việc làm, không có lương, rồi xong sao? Hân hạnh chào đón tất cả người chơi đã đến đây. Trong vòng 6 ngày tới, tất cả người chơi sẽ trải qua 6 trò chơi. Những ai giành chiến thắng sẽ nhận được một phần thưởng vô cùng giá trị. Ê Tinh, bộ tao nghe lầm sao mà cái giọng cha nội chính loa quen nha. Tao đang định hỏi mày á. Trước khi chơi,
Mời người chơi tiến lên phía trước để ký vào bản cam kết. Mà giá trị tiền thưởng là bao nhiêu? Sao không nói luôn? Đừng nói với tụi tôi. Số tiền thưởng dựa trên số lượng người chơi bị loại, tăng lên từ từ đó nha. Ê, hình như trong phim tao nhớ thằng nào bị loại là thằng đó bị bắn luôn. Ê, vậy tao không chơi đâu nghe, có cái mạng hả trời. Không cần, tất cả những ai bị loại sẽ đi ra bến xe miền Đông, bắt cái xe đi về là xong. Nằm ở nhà đói nhăn răng chết, đâu có cần ban tổ chức phải lo. Đúng không mày? Đúng không? Đúng không? Coi phim chưa? Đúng không? Tao hỏi đúng không? Trả lời đi. À, đúng không? Đó, đúng. Rồi, tiếp. Đổi lên. À, tất cả mọi người có mặt ở đây đều đang thất nghiệp và có những khoản tiền cần phải chi. Vậy mọi người có sẵn sàng tham gia hay là không? Tôi chơi. Bị bẫy. Chơi á thì may ra còn chống chọi được mùa dịch này, đúng không? Ê, mày đưa tao giết. Đưa tao mượn luôn. Cầm xuống. Được. Như vậy, tất cả mọi người hãy xếp hàng để chúng ta di chuyển đến địa điểm trò chơi đầu tiên. Thầy ổn không? Im đi. Mày biết đi đâu không? Con búp bê này giống búp bê ma quá vậy? Ôi là trời, mới ra vòng đầu tiên mình có hụ. Tôi bị tim thòng đó, chết trước khi chơi bây giờ. Trò chơi đầu tiên là trò đèn xanh đèn đỏ. Trong lúc quản trò hát đèn xanh đèn đỏ, người chơi có thể tiến lên phía trước. Hát xong, nếu quản trò phát hiện chủ động, người chơi sẽ bị loại. Ê tụi bay, tao hết sợ luôn rồi đó. Ê, tao cũng coi Squid Game, tao biết cái khúc này luôn nè. Cái viên nãy nè, Dĩ nhiên mà con búp bê không có xấu như vậy. Những người chơi tránh được mắt của quản trò về đích trong 2 phút sẽ vượt qua vòng này. Trò chơi bắt đầu. Đèn xanh đi nhanh, đèn đỏ dừng thật nhanh. Đèn xanh đi nhanh, đèn đỏ dừng thật nhanh. Đèn xanh đi nhanh, đèn đỏ dừng thật nhanh. Đèn xanh đi nhanh, đèn đỏ dừng thật nhanh. Ê, chỉ biết trò này nè, chỉ cần núp sau người khác mà di chuyển là an toàn. Ok. Để cho búp bê không nhìn thấy. Chơi không có vui.
Ban tổ chức xin nhắc lại. Trong lúc quảng trò hô đèn xanh, đèn đỏ, người chơi cần tiến lên phía trước. Sau đó, nếu phát hiện cử động sẽ bị loại. Nhưng nếu hết giờ mà vẫn không tới đích cũng sẽ bị loại. Đèn xanh đi nhanh, đèn đỏ giữ nó lại, nhanh. Trời, chơi chạy nhanh mà như giật cô hồn vậy. Ờ kệ tụi tao đi mày ơi, búp bê nhiều chuyện quá. Mày có bắt không, bắt không, bắt thì lẹ đi chứ tao nặng dữ lắm rồi. À. Á chà, đèn vậy, vậy. Đèn đo dừng thật nhanh. Giữ nó lại. Đèn xanh đi nhanh, đèn đo dừng thật nhanh. Ê, 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 ê. Số báo danh 002, nhúc nhích, loại. Khùng hả? Con búp bê bị hư kìa. Nãy giờ tôi đứng im ru có nhúc nhích đâu mà lỗi. Mày có bằng chứng không? Có quay video clip lại không? Xin chờ xác nhận, chúng tôi sẽ check camera. Sếp ơi, check camera 002. Hả? Sorry, tao quên bấm record rồi. Gì vậy sếp? Phạm gì sếp ơi, trời thiệt luôn á. Nhấn có một cái nút không mà nhấn cũng không được thì làm cái gì ăn, trời không hiểu luôn. Thiệt luôn, không nhắm làm sếp được không? Không được thì xuống đi. Xuống đi tụi lên làm sếp cho ok ok. Tán vô đầu nó cho tao. Em tỉnh rồi, xin lỗi sếp, xin lỗi sếp. Thôi, đã bấm record. Tiếp tục đi. Tiếp tục. Nhớ mày nha con. Tao đứng đây hoài luôn nè. Coi mày sao mà nhúc nhích thử coi. Bến xe miền Đông hôm nay bán được thêm một vé cũng mày. Tiêu là cái chắc. Ách. 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 Quỷ này sao nó hên dữ vậy trời? Ách. Đèn xanh đi nhanh, đèn đo dừng thật nhanh. Đèn xanh đi nhanh, đèn đo dừng thật nhanh. Mày hả? Tao phải bắt được mày ngày hôm nay. Coi nè, mày nhúc nhích phải không? Mày nhúc nhích phải không? Đó, đứng ở đi, đứng ở đi. Oh!
Sếp ơi, có sự cố rồi sao giờ sếp? Giải quyết cái gì nữa? Đây là lỗi của ban tổ chức. Cho tụi nó qua vòng hết đi. Làm ăn sống nhăn. Dạ. Gì hai cha? Có thua lúc đầu là biết ghê chứ trời. Nhìn tôi nè. Ủa? Sao mày vô đây nữa? Tao bị đuổi việc vì tội phá game. Bắt. Ủa, đuổi việc liên quan đến chuyện này. Ừ. Tụi bay có ăn cơm không? Nhưng tiện ban tổ chức thông báo tổng giá trị giải thưởng là lương của 6 người ở đây cộng lại. Ủa? Sao không giống trong phim vậy trời nhỉ? Trong phim là tiền tỷ nha. Tụi bay có muốn bị bắn chết giống trong đó không? Chơi không mất gì sao đòi hỏi quá vậy? Ủa? Rồi hai ông ở Hồng đâu? Sao ông đứng đây? Hai người đó đã được đem đi khám tổng quát. Bởi vì đã làm việc trong một môi trường vô cùng độc hại. Cho nên thân làm sếp, ta phải có mặt ở đây. Hết sức có tâm, có tâm này ắt có tâm. Bởi làm sếp khổ lắm đâu có sướng đâu. Nhiều khi nhân viên nó không có hiểu mình. Trời đất ơi. Và bây giờ mời người chơi tiến lên phía trước và chọn một trong bốn hình trước mặt.